Như chúng ta cũng biết, Hoa Kỳ là một nước Cộng hòa liên bang có thể chế chính trị bao gồm Tổng thống, Quốc hội và Tòa án cùng nắm giữ và chia sẻ quyền lực của chính quyền liên bang theo hiến pháp. Trong đó, chính quyền liên bang lại chia sẻ quyền lực với chính quyền của từng tiểu bang. Mô hình này giúp cho Mỹ phân chia quyền lực theo cả chiều ngang, tam quyền phân lập và chiều dọc giữa liên bang với các tiểu bang khác. Còn trong khi đó, Việt Nam lại giống như Trung Quốc, theo đuổi chế độ xã hội chủ nghĩa hay còn gọi là chế độ cộng sản. Đây là một thể chế chính trị có Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo nhằm mục đích đưa đất nước và dân tộc mình đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa thống nhất một lòng. Nhưng điều lạ lùng là, bất kể Việt Nam có theo đuổi chế độ cộng sản đối lập mình giống như Trung Quốc đi chăng nữa, thì Hoa Kỳ vẫn tỏ thái độ vô cùng hồ hởi đối với đất nước hình chữ S, chứ không hậm hực như với Hoa Lục suốt thời gian qua. Nó khiến cho nhiều người không hiểu lý do vì sao anh đại này lại có cách đối xử khác biệt như thế, cùng với câu hỏi lớn trong đầu. Vì vậy, vừa qua trên mạng hỏi đáp lớn nhất hành tinh, Quora.com đã cho đăng tải một topic với tiêu đề "Tại sao Mỹ lại thân thiện với Việt Nam, mặc dù nước này cũng là một nước cộng sản như Trung Quốc?" Để giải đáp nhanh thắc mắc của mọi người, xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé! Các bạn thân mến, ngay sau khi câu hỏi nêu trên xuất hiện trên topic hot của trang tin Quora.com, mọi người đã được lắng nghe câu trả lời khá chí lý sau đây của bạn Hiếu Lưu. Trên thế giới này, dù là Mỹ, Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ gì, thì quy luật vẫn như nhau. Nếu chống lại thế lực bá chủ thế giới, bạn sẽ phải đón lấy một cái chết từ từ và đau đớn. Theo đó, chủ nghĩa cộng sản bị xem là xấu xa chỉ vì đất nước hùng mạnh nhất thế giới không phải là cộng sản, và thậm chí còn coi chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù của mình. Trong thế giới của chúng ta, cường quốc bá chủ hiện nay là Mỹ. Nếu bạn chống lại nó giống như là Cuba, Triều Tiên, Iran, Venezuela thì bạn có thể sẽ bị trừng phạt, cô lập và rơi vào tình trạng nghèo khổ trầm trọng. Vì vậy, Việt Nam không chống Mỹ mà thay vào đó, họ đã nỗ lực cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Chỉ sau 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Việt Nam thậm chí còn được coi là một trong những mối quan hệ chiến lược có giá trị nhất của Washington ở Đông Nam Á hiện giờ. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thăm Việt Nam và đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Việt. Một bài thơ mà đất nước hình chữ S dùng để tuyên bố chủ quyền của mình trước nước bạn láng giềng. Nó rõ ràng cho thấy, đối với Mỹ, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng nhất trong chiến lược địa chính trị chống lại Trung Quốc hùng cường. Về phía Việt Nam, nước này nhận thấy có nhiều cơ hội để mình tận dụng được ảnh hưởng của Mỹ, làm lợi thế cho quốc gia, đặc biệt là về phương diện kinh tế, giúp thúc đẩy sức mạnh trong vùng. Đến năm 2019, Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim. Điều này đã giúp Việt Nam nâng cao được vị thế quốc gia trên toàn cầu. Nhất là khi ông Donald Trump lúc đó còn gợi ý rằng mô hình Việt Nam có thể được ông Kim Jong-un áp dụng cho nước mình. Mô hình Việt Nam mà ông nói đến không phải là việc Triều Tiên đi theo chủ nghĩa cộng sản hay tư bản, mà là việc Bắc Triều Tiên có muốn áp dụng cách tiếp cận thân thiện hơn với Mỹ như Việt Nam đã làm hay không trong tương lai gần. Cụ thể hơn là, trong cùng thời gian trên, Việt Nam đã ký nhiều thỏa thuận quan trọng với Mỹ, bao gồm thỏa thuận mua hàng trăm máy bay Boeing mới cho hãng hàng không quốc gia, các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như hoa quả, các loại trái cây ngoại nhập khác và cả loại thịt bò đến từ Hoa Kỳ. Song song đó, Việt Nam còn tích cực xuất khẩu sang Mỹ để điều chỉnh cán cân thương mại. Mặc dù tỷ trọng nhập khẩu trong tổng thương mại đang tăng lên, nhưng mối quan hệ này vẫn nghiêng về phía có lợi cho Việt Nam rất nhiều. Vậy nên đến thời điểm này, trong mắt Mỹ, Việt Nam không còn là một quốc gia từng chống đối mình như trong chiến tranh nữa, nên họ không có lý do gì để tiếp tục đổ thêm nguồn lực để bôi nhọ Việt Nam cả. Nhất là khi việc làm đó dễ khiến cho những người bất đồng chính kiến với chính phủ, như cộng đồng người Việt sống ở đất Mỹ, cảm thấy thất vọng về các nhà lãnh đạo nước nhà. Còn trong khi đó, Trung Quốc lại là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hoa Kỳ. Trò chơi thực sự đang diễn ra vô cùng khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Và tất cả các nước nhỏ hơn như Việt Nam hiện nay chỉ là những nước phụ hay chỉ là những con tốt trên ván cờ. Nếu một ngày nào đó Trung Quốc, Nga, Ấn Độ trở thành cường quốc bá chủ, thì một lần nữa thế cờ sẽ chuyển sang hướng có lợi cho họ. Và nếu Trung Quốc trở thành bá chủ thực sự, thì nước này sẽ hành động giống như Mỹ hiện giờ. Nói tóm lại, Việt Nam đã phải mất nhiều năm chiến tranh và bất ổn để tìm ra cách chơi trò chơi hách não. Cách cưỡi những làn sóng nảy sinh từ cuộc ẩu đả của các cường quốc thay vì để mình bị cuốn vào đó, bị đè bẹp và bị ăn thịt, hay cuối cùng là trở thành tấm khiên và bia đỡ đạn cho mấy ông lớn này.
Và dường như cuối cùng thực tế đã cho thấy Việt Nam đang làm đúng khi họ được Hoa Kỳ và các nước lớn khác đối xử trọng thị vô cùng. Vâng, quả thật những gì mà anh bạn này nói là không hề sai. Mặc dù trong quá khứ Việt Nam với Hoa Kỳ từng là hai kẻ thù không đội trời chung, nhưng kể từ khi giành độc lập đến nay, đất nước hình chữ S đã gác lại chuyện cũ để xây dựng nên mối quan hệ tốt đẹp cùng với cựu thù của mình. Các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã rất nhiều lần đến thăm nước Mỹ, đồng thời tổ chức nhiều buổi đón tiếp long trọng dành cho các đời Tổng thống Hoa Kỳ như ông Barack Obama, ông Donald Trump và nhiều nhà lãnh đạo khác của nước này. Đặc biệt trong năm 2023 vừa qua, thì Việt Nam đã vui mừng được đón tiếp Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ông Joe Biden đến thăm nước mình để nâng cấp mối quan hệ lên hàng đối tác chiến lược toàn diện ngang bằng với Trung Quốc hiện giờ. Vậy nên, có thể nói, gần 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12 tháng 7 năm 1995, mối quan hệ hai nước đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên toàn cầu. Theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thực sự trở thành những người bạn thân thiết, có cùng chung mục tiêu phấn đấu, dù khác nhau về thể chế chính trị. Cả hai nước đã xóa nhòa được mọi khác biệt trong đường lối, tư tưởng để cùng nhau hướng đến tương lai tốt đẹp hơn cho mình. Chưa bao giờ Việt Nam tỏ thái độ ủng hộ Trung Quốc, chỉ trích Hoa Kỳ trong cuộc chiến Mỹ-Trung kéo dài suốt thời gian qua. Thay vào đó, Việt Nam lại cư xử một cách khéo léo giữa hai nước lớn để tạo ra thế cân bằng cho mình. Trong chính trị, ngoại giao đã thế, trong kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế cũng vậy. Theo báo điện tử Chính phủ cho biết, về quan hệ thương mại, năm 2022, Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai Việt Nam, thị trường xuất khẩu lớn nhất cả nước và cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên của đất nước hình chữ S vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn là thị trường đứng thứ 5 về cung cấp hàng hóa cho Việt Nam khi chiếm 5% tỷ trọng trong tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của nước ta từ năm 2018. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ. Trong giai đoạn 2020-2022, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Còn Việt Nam tiếp tục vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Mỹ năm 2022 ước đạt 123 tỷ đô la, tăng gấp 4 lần so với năm 2013 và tăng 273 lần so với 450 triệu đô la vào năm 1994, thời điểm cách đây gần 20 năm trời. Về quan hệ đầu tư, nhiều năm qua Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác có khoản đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 11,4 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, Hoa Kỳ hiện xếp thứ 11 trên 142 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư khủng tại Việt Nam với 1.223 dự án còn hiệu lực kéo dài. Ở chiều ngược lại, nước này cũng nằm trong top 10 quốc gia mà Việt Nam có dự án đầu tư quy mô lớn. Thậm chí mà gần đây, nhiều doanh nghiệp nổi danh của Việt Nam còn quan tâm đặc biệt đến việc rót vốn vào Hoa Kỳ và được nước bạn đánh giá tốt vô cùng. Từ đây có thể thấy, Việt Nam đã có hướng đi vô cùng đúng đắn khi thể hiện mình là một quốc gia độc lập về chủ quyền, tự cường về kinh tế và hoàn toàn trung lập về quan điểm chính trị. Việt Nam luôn muốn làm bạn với Hoa Kỳ cũng như tất cả mọi người nên sẽ không nghiêng về bên này để chống lại bên kia, bất chấp việc mình đang đứng trong một thế giới đầy biến động, luôn có sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn hiện giờ. Còn trong khi đó, Trung Quốc luôn tỏ thái độ đối đầu với Hoa Kỳ trên mọi phương diện. Nước này thậm chí còn cho thấy mình đang ôm mộng bá chủ võ lâm khi liên tục có những hành động bành trướng lãnh thổ trên cạn lẫn trên vùng Biển Đông giàu tiềm năng hàng đầu. Điều này đã khiến cho Hoa Kỳ cảm thấy vị trí của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng nên họ không thể không phản ứng trước anh đại này. Nói tóm lại, với thái độ đối lập như trên của hai nước Việt Trung, chuyện Hoa Kỳ tỏ vẻ căm ghét Trung Quốc nhưng lại rất thân thiện với Việt Nam là điều vô cùng dễ hiểu. Đặc biệt là khi Hoa Kỳ nhận thấy rằng mình cần phải kết thân với Việt Nam hơn nữa để kiềm chế Trung Quốc thật hiệu quả khi này. Mini China là cách ví von mà báo chí phương Tây thường sử dụng khi nói về kinh tế Việt Nam chúng ta. Ý nói Việt Nam là một phiên bản thu nhỏ của Trung Quốc. Cách nói này xét về phương diện kinh tế cũng có ý đúng khi Việt Nam cũng đang tự biến mình thành công xưởng thế giới giống như Trung Quốc từng làm. Nhiều quốc gia cũng đi theo con đường này, nhưng Việt Nam là cái tên nổi trội nhất khi chúng ta bị đem ra so sánh với Trung Quốc là điều dễ hiểu. Thế nhưng với truyền thông Trung Quốc thì Mini China còn có nhiều ý nghĩa hơn thế. Mới đây trên trang Taotiao của nước này đã cho đăng tải một bài viết có tựa đề "Vì sao Việt Nam được mệnh danh là Tiểu Trung Hoa?". Bài viết này tập trung phân tích những khía cạnh mà Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc để lý giải cho danh xưng Tiểu Trung Hoa mà nhiều người đặt cho Việt Nam. Vậy điều này có đúng không? Chúng ta hãy cùng mổ xẻ bài viết này nhé. Bắt đầu ngay thôi nào.
Theo tác giả, sở dĩ Việt Nam được gọi là tiểu Trung Hoa là vì ba yếu tố chính. Trước hết, yếu tố lịch sử, văn hóa là một trong số đó. Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ lịch sử chặt chẽ, thường xuyên trao đổi văn hóa, thương mại giữa hai nước. Những ghi chép về Việt Nam thường có thể được tìm thấy trong các tác phẩm kinh điển cổ xưa của Trung Quốc. Điều này nói lên mối liên hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là rất sâu sắc. Ngoài ra, Việt Nam còn chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, bao gồm ngôn ngữ, chữ viết, nghệ thuật, vân vân. Vì vậy, một số người cho rằng Việt Nam có thể được coi là một nhánh hoặc một phiên bản khác của Trung Quốc. Thứ hai, yếu tố kinh tế, xã hội cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ. Trung Quốc luôn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và thương mại giữa hai nước liên quan đến nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, nông nghiệp, dịch vụ. Đồng thời, Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam ở mức độ nhất định. Ví dụ, các dự án hợp tác và đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội việc làm và hỗ trợ kỹ thuật. Ngoài ra, dòng người di chuyển giữa hai nước cũng rất thường xuyên. Có nhiều người Việt Nam sang nước ta để du lịch, học tập và làm việc. Mối liên hệ kinh tế và xã hội này đã tạo cho một số người ấn tượng về Việt Nam là một Trung Quốc thu nhỏ. Thứ ba, tín ngưỡng phong tục cũng là một yếu tố quan trọng. Việt Nam là một đất nước đa dân tộc với tín ngưỡng và phong tục đa dạng. Tuy nhiên, một số tín ngưỡng và phong tục này có những điểm tương đồng nhất định với văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Ví dụ, một số lễ hội và lễ kỷ niệm ở Việt Nam tương tự như ở Trung Quốc, chẳng hạn như lễ hội mùa xuân, lễ hội thanh minh, lễ hội thuyền rồng, vân vân. Ngoài ra, Việt Nam còn có một số nền văn hóa phong tục truyền thống độc đáo như ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng trong dịp Trung Thu. Những điểm tương đồng về tín ngưỡng và phong tục này cũng có thể góp phần khiến Việt Nam trở thành tiểu Trung Hoa. Tóm lại, thuật ngữ tiểu Trung Hoa bao hàm nhiều yếu tố bao gồm lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội và tín ngưỡng. Nó phản ánh quan điểm và nhận thức của người dân về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên tôn trọng sự độc lập và khác biệt văn hóa của mỗi quốc gia, tránh diễn giải quá mức và hiểu lầm. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Taotiao. Đầu tiên phải gửi một lời cảm ơn tới tác giả bài viết vì người này đã có câu kết luận hết sức hợp lý. Mình hoàn toàn đồng ý với tác giả rằng việc gọi Việt Nam là tiểu Trung Hoa phản ánh quan điểm cá nhân, cũng có thể coi là nhận thức của người nói về mối quan hệ hai nước. Vẫn nên tôn trọng sự độc lập và sự khác biệt giữa hai quốc gia, không nên có những so sánh ví von dễ gây hiểu lầm. Tiếp theo, những khía cạnh tương đồng mà tác giả nêu ra không sai, nhưng phải nói thêm rằng, để tránh gây hiểu lầm, Việt Nam và Trung Quốc có sự liên kết về mặt địa lý. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Bởi vậy, có những nét tương đồng về văn hóa, xã hội, phong tục và tín ngưỡng thì cũng là hoàn toàn là điều bình thường. Triều Tiên, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì cũng không tránh khỏi có những điểm tương đồng với Trung Quốc bởi vì họ cũng giống như ta nằm ngay cạnh Trung Quốc. Đó là chưa kể đến 1.000 năm Bắc thuộc đã gây ảnh hưởng tới những khía cạnh này của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là Việt Nam. Không có mấy quốc gia có thể làm được như chúng ta. Đừng nói đến 1.000 năm, chỉ vài trăm năm thôi trên thế giới đã có những dân tộc bị xóa sổ. Chỉ vài trăm năm thôi trên thế giới đã có những dân tộc bị đồng hóa. Và chỉ vài trăm năm thôi có những dân tộc đã trở thành một phần của dân tộc đến xâm lược mình. Vậy mà, không phải là vài trăm năm, sau cả 1.000 năm, ông cha ta vẫn giữ được tiếng nói, vẫn giữ được chủ quyền, vẫn giữ được quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đó mới là điều đáng nói. Về chữ viết mà tác giả Trung Quốc có nói là Việt Nam chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc thì phải nói đúng hơn là chúng ta học hỏi. Chúng ta học cái hay của văn minh đó, văn hóa đó, nhưng không học một cách sao chép, một cách y nguyên. Vẫn là chữ Hán đó nhưng ông cha ta lại phát âm theo cách của người Việt, cho nên chúng ta vẫn tạo ra những cái riêng và sau này chúng ta còn tạo ra được một loại chữ của riêng mình, đó là chữ Nôm. Tiếng Việt ngày nay vẫn là ngôn ngữ Việt thích thuộc hệ Nam Á Austroasiatic, tức là chủ nhân của văn hóa Đông Sơn có hậu duệ trực tiếp là người Việt và người Mường. Về lượng từ mượn trong tiếng Việt, các nghiên cứu thống kê cho thấy lượng từ mượn Hán Việt trong tiếng Việt chỉ khoảng 30%, ít hơn so với tỷ lệ 50% của hai văn hóa cùng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc là Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự độc lập này của Việt Nam có được là nhờ truyền thống chống giặc của ông cha ta. Trong lời hiệu triệu toàn quân, toàn dân chống quân Thanh, vua Quang Trung đã nói rằng đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Nếu như đánh cho trích luân bất phản, tức là đánh cho con ngựa nó không quay đầu được lại. Đánh cho phiến giáp bất hoàn, tức là đánh cho tan tành không còn mảnh giáp, là đánh giặc về mặt quân sự. Thì đánh cho để tóc dài, đánh cho để đen răng là đánh giặc về mặt văn hóa. Đánh sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ,
tức là đánh cho chúng biết nước Việt Nam có chủ, đó là đánh về mặt lịch sử, về mặt chủ quyền, về mặt hồn cốt của một dân tộc. Đứng trước một kẻ thù luôn luôn đầy dã tâm và tham vọng, rõ ràng ông cha chúng ta đã tìm ra được phương pháp tồn tại để vừa thích ứng với kẻ thù đó, vừa học được cái văn hóa, cái hay của kẻ thù đó, nhưng đồng thời vẫn tạo dựng nên cái hồn cốt của mình. Đặc biệt là giữ được độc lập chủ quyền, giữ được nền văn hóa Việt Nam hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi Việt Nam có phải là phiên bản thu nhỏ của Trung Quốc hay không, thì mình khẳng định là không. Việc Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc là bình thường và tất yếu, giống như các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, nhưng không ai nói họ là tiểu Trung Hoa cả. Có chăng Việt Nam so với Trung Quốc còn đi sau nhiều mặt nên mới bị đem ra so sánh? Nhưng nếu dùng danh xưng kia để tóm tắt một Việt Nam hiện nay thì không xứng tầm một chút nào. Vì thế Việt Nam nay đã khác, không phải là một phiên bản thu nhỏ của ai cả. Chưa bao giờ đất nước Việt Nam khẳng định được vị thế và có nhiều đóng góp quan trọng đối với các tổ chức quốc tế như thời gian qua. Trên bình diện đa phương, Việt Nam có nhiều đóng góp hiệu quả và đảm nhiệm thành công vai trò chủ chốt tại các tổ chức diễn đàn, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, ASEAN. Việt Nam chủ động đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo ở hầu hết tổ chức diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là ASEAN, ASEM, APEC, Liên Hợp Quốc, nhóm các nước G7, G20. Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Hoạt động đối ngoại quốc phòng an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả nổi bật, góp phần củng cố, nâng cao tiềm lực đất nước, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Những đóng góp của Việt Nam có giá trị cao, giúp giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Hơn nữa, một điều dễ nhận thấy là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường được mời tham dự và có những bài phát biểu quan trọng tại các hội nghị diễn đàn quốc tế quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Hàn Quốc chọn Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên để đến thăm kể từ khi nhậm chức. Mang theo phái đoàn kinh tế với 205 người của những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, không phải ngẫu nhiên mà việc Tổng thống Mỹ Biden đến Việt Nam và nâng cấp quan hệ hai nước được coi là một trong những di sản lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông. Rõ ràng các nước đang ngày càng xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược hợp tác cùng phát triển. Một lần nữa xin khẳng định rằng Việt Nam không phải là phiên bản thu nhỏ của ai cả. Việt Nam là chính Việt Nam.